Ủa yeah. Đi đâu à? Qua tìm anh. Thôi tìm tôi dây trời. Ủa tại lâu quá không thấy anh Quốc qua chơi. Nên em qua đây chơi với anh. Qua thăm anh. Thôi tìm bà. Năm rài tự gì á, công việc lu bu quá. Đâu có rảnh đâu đi đâu mà đi qua thăm mấy người. Vậy hả? Quá 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 trời quá đất ha. Quá trời quá đất luôn ha. Hai người muốn chết hay gì ạ? Gì mà qua thăm em rồi qua thăm anh là gì vậy? Vẫn chơi thôi mà Thanh. Già lớn rồi vẫn vô duyên. Tôi qua là để gặp Thanh. Nhờ Thanh làm giùm tôi một cái xin lỗi không rảnh. Thanh ơi, tôi trả thêm tiền được không? Ủa tôi cần tiền của bà lắm hả bà nội? Cô la lớn người ta đau tôi im mà. Ủa, khổ quá, thông cảm đi, lỡ hứa với người ta rồi nghe thấy chết không cứu sao được. Thanh ơi, Thanh, Thanh. Người nào? À hiểu rồi, cái người đàn ông thanh lịch mà bà kể cho tôi nghe phải không? Như vậy có nghĩa là bà xài cái chiêu của người phúc ta. Bà nổi với ổng á, là tất cả những cái đồ ăn mà bà mướn tôi nấu đó là thực ra là do bà nấu đúng không? Bà bước ra khỏi quán tôi ngay lập tức. Bà đứng lên, bà đi ra khỏi đây liền giùm tôi. Thanh ơi, Thanh tôi biết tôi sai rồi, tôi không dám vậy nữa. Tôi, nhưng mà tôi nói thiệt với bà nha, với cái loại kiểu loại người giống như bà đó, tôi chẳng thà là tôi nấu đồ ăn free cho khách của tôi, chứ tôi không có nấu cho bà. Thậm chí bà trả nhiều tiền tôi cũng không nấu luôn. Thanh ơi, Thanh, Thanh bây giờ vậy đi, không mấy Thanh nấu cho tôi lần này thôi. Thực sự ra thì tôi không muốn là nói dối đâu, nhưng mà khổ quá, đây là người đàn ông rất là quan trọng đối với tôi. Nên là tôi phải muốn tạo ấn tượng cho ảnh. Không mấy gì, Thanh giúp tôi lần này thôi. Cái xong rồi tôi nói với ảnh là tôi ngủ một đêm, cái sáng dậy cái mất trí nhớ, cái hết biết nấu ăn rồi, được không? Bà bỏ cái tật á, mà mỗi lần bà thấy trai bà nghẹt mũi đi. Thanh ơi, cái đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, bỏ không được Thanh. Thanh ơi, giúp tôi đi Thanh. Không. Anh Quốc. Trời ơi. Anh Quốc ơi. Trời nói với Thanh giùm em tiếng anh Quốc. Tôi đang lột, lột Hạnh. Thanh ơi, bà cũng đang lột cõi đó. Sao mà giúp tôi hết trơn vậy nè, tôi khổ quá. Được rồi, cứ như vậy mà làm đi. Ê, tối nay định đi ăn rồi, ông đi chung luôn nha. Tối nay tôi bận rồi, hẹn dịp khác nha. Tối nay giao lại hồ sơ hoàn chỉnh cho tôi. Sao mà sống kịp anh? Với lại em nhớ là tối nay anh có đi tiệc mà phải không? Tôi thích tối nay là tối nay. Với ai thì có thể là không kịp, nhưng riêng đối với luật sư Minh á thì kịp hết đó. Ngày xưa là thủ khoa trường luật mà. Đúng Minh? Được rồi, tối nay sẽ có. Alo. Anh biết ông Bầu Chung, chủ tịch tập đoàn Chung Thủy không? Bầu Chung à? Ừ. Giờ này thấy báo chí cũng hay đưa tin lắm. Hình như là vợ chồng của Bầu Chung sắp ly hôn đúng không? Cũng biết đó hả? Chị Thủy, vợ anh Chung, là chị họ của em đó. Chị họ của em? Ừ. Nè, anh nghĩ sao nếu anh là luật sư của chị Thủy trong vụ ly hôn nghìn tỷ này? Em nói thật à? Nếu anh thành lập công ty riêng và vụ ly hôn này thuộc về công ty của anh, thì lúc đó ai ai trong giới này cũng sẽ biết đến công ty anh và biết đến anh. Nhưng vấn đề là chị Thủy đó có đồng ý để anh làm luật sư cho chị hay không, trong khi văn phòng thì chị vừa mới thành lập thôi. Tất nhiên là được, nếu có em bảo lãnh mà. Nhưng em có điều kiện đó nha.
phải giành được chiến thắng. Nè, anh có tự tin không? Đây là cơ hội có 1-2 đó nha. Nếu như anh có đầy đủ thông tin, anh nghĩ là anh sẽ làm được. Anh cần thông tin gì cứ nói với em sẽ cho anh hết. Nè, chỉ cần anh hứa với em một điều. Được thôi, bất kỳ điều gì em muốn. Vậy mình cưới nhau nha. Cưới nhau á? Em nghĩ là anh xứng với em à? Lúc trước thì không, mà bây giờ thì khác. Nếu anh được em hậu thuẫn thì chắc chắn anh sẽ trở thành một luật sư nổi tiếng nhất Việt Nam. Đến lúc đó rồi thì anh tất nhiên xứng với em rồi. Ai đó? Dạ, em mang đồ ăn đến cho chị. Chờ em xíu nha. Ra ngoài đi. Dạ, chúc anh chị ngon miệng. Chúc anh thành công. Dì. Dạ, chào dì. À, cô dâu chú rể tương lai đây rồi. Dạ. Dì này, dì cứ chọc con hoài à. Này, thật sự ấy, đám hỏi ấy, dì không có mặt được rồi. Tại dì có việc phải bay qua Úc gấp. Dạ, đâu có sao đâu dì. À, đám hỏi không có mặt thì đám cưới không có mặt cũng được. Đám cưới thì cỡ nào dì cũng phải có mặt. À mà con, dạ. Cưới là phải cưới gấp đi nha. Không có mất giải quý đấy. Dì, làm như cháu của dì ế không bằng. Ừ thì dì. Anh ế bởi vì anh đòi cưới em gấp nè. Bình thường coi, có gì ở đây mà. Chồng sắp cưới của chị Yến đâu phải anh này đâu ta. Người khác mà. Chứ cái anh này là ai ta? Ai? Dạ. Đi đứng kêu gì vậy? Dạ em xin lỗi anh. À, Yến đang ở đây đúng không? Dạ. Yến đang ở trong phòng làm việc đúng không? Chị Yến mới đi ra ngoài rồi anh. Đi ra ngoài. Alo. Em đang ở đâu vậy? Anh đang ở đâu? Sao em lại hỏi ngược lại anh? Anh thấy xe em đang đậu trước khách sạn mà. Anh đang ở khách sạn hả? Ừ. Anh ơi, chị Yến đi ra ngoài rồi anh. Em thấy là chị mới vừa đi ra. Em đi ra ngoài rồi hả? À, đúng rồi. Em đi spa rồi. Em đi bằng taxi, tại chỗ đó không có chỗ đậu xe. À, vậy có cần anh đón không? À, không đâu. À, tại vì em đi với bạn á. À, tụi em còn hẹn đi ăn nữa. À, ok. Âm anh nè. Dạ. Ờ, thôi, khỏi đi. Sao tự nhiên mình đi nói dối ta? Thằng Hùng tới đây hả? Ừ.
Nhưng mà cũng may á, nhân viên tưởng là em đi ra ngoài cho nên nói với anh như vậy. Mà thôi, anh về trước đi, mình liên lạc sau ha. Nè, hãy suy nghĩ kỹ những điều mà em vừa nói với anh. Em chờ anh câu trả lời đó. Chú Trí. Ủa, bé My, con đã nhận được giấy thông báo đình chỉ công tác chưa? Dạ rồi, nên con mới đến dọn đồ này chú. Chú muốn nói chuyện con một chút. Theo chú biết thì hiện thời chỉ là giai đoạn đầu của điều tra nội bộ thôi. Sắp tới nhiều khi phải ra công an. Dạ con biết rồi. Sáng nay con cũng có làm việc với luật sư của công ty rồi chú. Luật sư hả? Con cũng có luật sư hả? Vậy giờ con tính sao? Con không tính gì hết. Con không làm gì sai, không có gì phải sợ hết. Đúng rồi, mình cây ngay đâu sợ kích chết đứng. Thôi con này, dọn dẹp nha, chú đi công chuyện chút. Chị có thấy chú Trí đâu không chị? Chú gì mới đi ra đây thôi. Chị không biết nữa, ngày nay bữa nay chú xin nghỉ phép. Nghỉ phép hả? Chị có biết chú nghỉ bao lâu không? Nghe nói đâu là nghỉ mất công lương á, kỳ này chắc lâu à. Chào cô tìm ai vậy? Em chào chị. Dạ cho em hỏi chú Trí có ở nhà không chị? Em là đồng nghiệp của chú Trí ạ. Anh Trí chuyển đi cách đây 3 tháng rồi, nhà này tôi mua lại. Chú Trí bán nhà rồi hả chị? Vâng, bán cho tôi nè. Chị có biết chú Trí chuyển đi đâu không ạ? Không, tôi không biết đâu. Cô thử gọi lại cho anh ấy xem. Em đã thử gọi nhiều lần rồi mà không được. Thế à? Thế tôi cũng không biết. Tôi cố đi, thử gọi lại đi. Em cảm ơn chị rồi. Không có gì. Chuyển hồ sơ cho công an nhỉ? Bây giờ chuyện đã rõ ràng như vậy rồi thì phải đưa ra công an xử lý, chứ không thể giải quyết nội bộ được nữa đâu. Sáng nay công ty cũng đã có quyết định đình chỉ công tác đối với nhân viên đó rồi đó. Tới mức đó luôn? Em hỏi để biết chuyện như vậy thôi. Mà chị đừng nói với mẹ em là em hỏi chuyện này nha. Chị Hồng biết em quan tâm như vậy thì càng vui chứ làm sao. Thôi, mẹ em lo cho em nên mới không kể cho em đó. Nên là em mới phải làm phiền chị. Không có gì đâu. Nè, có cần cái gì thì cứ gọi cho chị nha. Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều. Ủa? Khang đi đâu đây? Khang đi tìm My chứ còn cái gì nữa. Hôm nay nhất định Khang phải đòi nợ cho bằng được. My đâu có nợ gì Khang đâu ta. Bữa tối. Có người thì cứ chờ hoài, và có người thì cứ quên hoài luôn. Đau ở đây nè. My xin lỗi. Mấy bữa nay My bận quá.
Mà hôm nay My đang rảnh đúng không? Nói mình làm luôn đi. Khang có thấy một cái quán bún đậu mắm tôm đằng kia kìa, mày ăn thử không? Vậy cũng được. Ừ, đi nha. Ừ. Không thể nào có một sự trùng hợp như thế này được. Chắc chắn là trong chuyện này có gì đó không ổn rồi đó. My cũng thấy vậy. Ừ. Nhưng mà My chưa bao giờ nghĩ chú Trí lại làm chuyện này. Tuy là chú có hay la My, nhưng trước giờ chú cũng hỗ trợ My nhiều lắm. Ừ. Khang thấy sao? Khang thấy chú Trí có đáng ngờ không? Nếu như mà chú Trí bán nhà như thế á, thì chứng tỏ chú ấy đang cần tiền rất là gấp. Chứ không bán nhà làm cái gì. Mà dạo này My có thấy chú có nói chuyện gì không? Không, My không nghe nói gì hết. Thế chứng tỏ chú đang gặp chuyện gì rồi mà không muốn nói cho ai biết cả. Mà nói chung á, là bây giờ phải tìm được chú ý trước đã, rồi tính gì thì tính. My đã thử đủ mọi cách rồi mà vẫn không liên lạc được. Vậy thì để Khang lo cho. Khang lo bằng cách nào? Khang có phải người trong công ty hay gì đâu. Thật ra thì nghề tay trái của Khang là làm thám tử á. Vậy thì trăm sự nhờ Khang. Được, cứ để Khang lo cho. À, còn nếu như mà vụ này thành công á, là phải bao Khang một chầu thật lớn á. Nếu như My được minh oan á, thì My có thể bao Khang mỗi ngày luôn cũng được. À, vậy nghĩa là My sẽ ở bên cạnh Khang suốt đời. Gì chứ? Đúng mà, My nói là sẽ bao Khang cả đời. Không ở với nhau thì làm sao bao nhau cả đời được. Khang chọc My thôi. Mà nè, mà My có nghe thấy thông tin gì về gia đình chú Trí không? Ví dụ như là vợ chú làm gì? Hồi trước My có nghe nói là vợ chú Trí có đi làm công ty du lịch gì đó, mà giờ không biết làm sao. Alo, em xin lỗi vì đã làm phiền chị vào giờ này, nhưng mà em có chút chuyện cần hỏi ạ. Dạ vâng, chú Trí, trưởng phòng của My chị, thì không biết vợ chú Trí làm ở công ty nào chị nhỉ? Dạ. Khang xong việc sớm nên bây giờ đang ở bệnh viện rồi. Khi nào My... Ủa? Sao vậy Khang? Khang nhìn thấy ông Trí. Chờ My chút, My tới liền. Ông Trí trong phòng này này. Ê, ra ngoài nói chuyện trước đã. Sao phải nói chuyện trước? Đã đến rồi thì vô nói thôi. Mà bé tui, không phải gì về cấp cả. Ông ấy không chạy đi đâu mà lo. Người tối hôm đó con gặp là chú phải không? Sao chú không lên tiếng khi biết rõ là con bị quan chứ? Con nói gì kỳ vậy? Đêm hôm khi quắc tôi vô trọng làm gì? Mà nếu tôi có tới á, thì tôi cũng tới phân xưởng. Tôi không bao giờ bước chân vô văn phòng vào cái giờ đó hết á. Chắc là cô lộn tôi với ai rồi đó. Con biết người đó là chú mà. Đôi giày đó là của chú. Đôi giày thì sao? Nè, không lẽ cô nhìn thấy đôi giày cái là cô kết tội người ta? Mà giày này bán ngoài chợ thiếu gì? Ai mua mà không được? Không chỉ có đôi giày, mà máy tính của con cũng chỉ có chú là có thể sử dụng được. Hết dài rồi bây giờ tới máy tính. Tôi cho cô hay, bất kỳ ai cố tình muốn thâm nhập vào máy tính của công ty cũng đều có thể thâm nhập được hết á. Cô đừng có hồ đồ.
Vậy là chú biết con không phải là người làm chuyện đó phải không? Vậy sao chú nổi lòng nào đứng nhìn con bị quan như vậy hả chú? Nè, cô Trà My, tôi biết là cô đang bức xúc, nhưng mà chuyện gì cũng vừa phải thôi. Vợ tôi đang bệnh nặng, tôi đang rầu thấy mồ, mà cô còn tới đây gây sự với tôi nữa sao? Không phải là con gây sự với chú. Chú à, tụi con cũng biết vợ của chú như vậy, chú cũng rất vất vả. Nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, con nghĩ chú nên nói chuyện này cho mọi người biết, đừng để mọi người điều tra ra được ạ. Thì thế cũng không hay đâu. Nè, tôi lặp lại một lần nữa, tôi không có dính líu gì tới cái chuyện này hết nghe. Và hai người cũng đừng có nói cái gì nữa. Đừng bây giờ tới đây làm phiền tôi. Khang biết vợ chú Trí bệnh tình sao không? Khang cũng không rõ nữa. Nhưng mà tình hình cũng không khả quan lắm đâu.